không một lời nào nữa. Tham vọng đời tôi. Làm vợ anh nha. Anh này nhiều chuyện quá đi à. Trai gái chở nhau vô công viên làm cái gì? Em về đi. Con đường dài mù lối. Hạnh phúc của em là anh. Mày ma quỷ lắm à. Người hỡi, đi đi lại đi anh. Nếu hôn thủ của mợ kia thì em như tổ phá sẽ bị tác động. Không có dễ dàng như vậy. Trao đổi hả? Còn một con hận thù chất chứa. Không còn là ta. Ước mơ sẽ tan biến. Cả tôi và cô đều không muốn con heo bò này. Bình yên. Nữa đó, chúng tôi chạy vào phải trả giá đó. Cô không phải là mẹ con. Vì sao ta mãi. Nếu mà không nói, tôi sẽ nói. Còn anh đâu có giống như người bị động chứ. Dạ, lường săn của chủ. Còn con á, chẳng lường của quý lớp. Lối xưa bà là lỡ cụ thể. Không, không thể như vậy được. Vì sao con tim lạnh giá. Vì sao con tâm. Phải, cuộc sống rất công bằng. Không có tội lỗi nào tự thân nó tan biến đi được. Nó chỉ ngủ yên để đợi đúng thời cơ tỉnh giấc. Còn lại say dứt khôn ngoan.
à? Tuyết, 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 em đi đâu nãy giờ vậy? Chị tìm em quá chừng. Dạ em dạ em đi thăm bệnh bên khu B đó chị. Em đi qua khu dịch vụ phụ chị đi. Chị xong thủ tục á chị qua liền. Dạ. Chị bé đi đâu vậy? Bà lá xác đòi xuất viện, bác sĩ cho phép rồi. Nhưng mà chị em qua khu dịch vụ phụ chị đi nha. Chị xong á chị qua chỗ em. Chị vậy nha. Chị ơi. Sao hai người lại có thể... Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó suốt 20 năm nay. Tôi cũng không hiểu nổi. Sự căm hận lại biến tôi thành một kẻ ti tiện như vậy. Bà uống nước đi. Cảm ơn. Như vậy Ngọc Mai có biết chuyện của bà không? Và bà còn biết gì nữa không? Tôi luôn giấu chuyện của mình và Tuyết Cương. Cũng như Ngọc Mai cũng chưa từng kể cho tôi nghe chuyện của Mai. Vậy thì lần này về hai người cũng không nói gì sao? Trước khi xảy ra án mạng, tôi và Mai đã cãi nhau. Về chuyện gì? Về chuyện của Mạnh Tiến và Thanh Di. Em thấy trong người sao rồi? Em hơi chóng mặt nhưng mà cũng khỏe rồi. Để anh đỡ em ngồi dậy, chứ nằm hoài cũng mệt lắm. À, anh hai em sao rồi anh? Anh hai bị công an giải về điều tra rồi, vì tội cho lời khai giả. Sao anh hai của em lại cho lời khai giả được? Sao người ta không lo đi bắt ông Phan mà cứ bắt anh hai làm gì? Vi, nghe anh nói nè, em cứ bình tĩnh đi. Từ từ á, rồi một chuyện cũng sẽ ổn thôi. Và Thanh Vi sao?
Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi. Tụi nó có tình cảm với nhau. Trời đất, trong khi đó phải, Mạnh Tiến là con của Thế Cương và Thanh Dương. Nó với Thanh Di là anh em ruột. Ba em mới mất, em không thể đâu. Dì Bảy mang cháu lên hả? Dì Bảy. Tụi cha mày, tụi mày Bảy. Cô kìa trời đất. Dạ, xin lỗi. Xem một chút xíu nữa là đổ tôi cháu rồi. Xin lỗi, tôi buông cháu. Mệt chị Bảy ghê luôn á. Vi, dạ. Em mang cháu nè, ăn xong rồi uống thuốc. Anh cứ để đó đi, em tự ăn được mà. Vậy thôi anh để đây nha. Anh Tiến với dì Bảy ra ngoài đi, em muốn ở một mình. Thiệt luôn á. Dì Bảy. Vậy thái độ Mai ra sao? Mai hứa là sẽ nói cho tụi nó biết sao hôm đó thì xảy ra chuyện. Tôi cũng chưa biết hiện giờ ra sao. Như vậy thì cuộc nói chuyện đêm đó thế nào? Nếu như vậy thì hai người phải kể cho nhau nghe mọi chuyện trong quá khứ chứ. Tôi chỉ nói là tôi thấy Mai đánh tráo hai đứa nhỏ. Ngoài ra cả hai chúng tôi không đá động gì đến chuyện trước kia. Khi về đây, bà ở nhà ông Cương vài hôm, chạm mặt nhau như vậy, lẽ nào ba người vẫn không biết về chuyện của nhau sao? Có lẽ ba chúng tôi đều là những kẻ đóng kịch giỏi. Vào đây. Bà phải ở đây kể cho tôi nghe chuyện mấy chục năm nay mới được. Chuyện của tôi thì có gì đâu mà kể. Cuộc sống ở bển chán ờm mà. Cứ tạm thời ở đây vài ngày rồi tính sao? No, tôi đã book khách sạn rồi. Không là không, ngồi xuống đây với tôi. Nếu không có cuộc họp lớp này thì tôi với bà không biết hết đời này có gặp nhau không nữa. Tôi cũng vậy nữa. Tôi cũng không ngờ bà với lại bà Thanh Dân lại có nhiều duyên nợ như vậy. Lạ quá phải không? Chỉ có thể nói là ông trời mới sắp đặt được thôi. Bà cứ ở đây chơi với tôi nha, không được ở khách sạn đâu. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng mà tôi thấy ngại lắm, thật sự là rất ngại. Không ngại gì hết, tôi giận đó.
ông xã tôi về rồi kìa. Để tôi giới thiệu nhé. Anh mới về. Nhà có khách à? Dạ, người bạn học của em từ bên Mỹ mới về. Dạ, đây là Tuyết, bạn học của em đó. Đây là anh Cương, ông xã của mình. Chào anh Cương. Cô và chị. Để em kêu chị Bảy dọn cơm anh ăn nha. Hôm nay anh đi làm về trễ, chắc đói bụng rồi. Tuyết ngồi đây chơi nha. Dạ đây. Mời em chủ. Mời cả nhà ăn cơm. Mời em chủ. Dạ cảm ơn chị. Nào, nào mời mọi người ăn cơm. Dạ. Mời Tuyết. Tôi nghĩ ông không nên vào đây. Còn em, anh nghĩ lẽ ra em không nên tới đây. Tôi đã không hề biết đây là nhà của ông cho đến khi bị Mai kéo vào. Những năm qua em sống như thế nào? Ok, tốt thôi. Anh chỉ muốn em hiểu, ngày trước anh đã ảo tưởng rằng mình đã tìm ra một con đường tắt, anh sẽ sớm đạt được những gì mà mình mong muốn, sau đó anh sẽ đến tìm em. Chúc mừng anh đã tìm ra được con đường tắt. Đừng mỉa mai anh. Anh đã nếm đủ mùi cay đắng rồi Tuyết à. Cay đắng cũng phải thôi. Nếu con đường tắt nào cũng dễ dàng để cho anh đi thì làm gì còn con đường chính nữa, đúng không? Lần đó anh có tới nhà tìm em thì anh đã biết em có chồng và đi định cư ở Mỹ. Thôi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh không nghĩ rằng em lại có thể cưới nhanh tới như vậy. Có lẽ là tôi không đủ ngu ngốc để chờ đợi. Em yêu chồng mình chứ? Đủ để làm một người vợ. Tôi nghĩ là tôi không nên ở đây nữa. Tôi phải ra khách sạn ở. Em à, không cần thiết phải làm như vậy. Anh vẫn còn vài điều muốn hỏi em nữa. Mai là bạn học của Dân hả? Anh không biết chuyện đó à?
Chẳng lẽ hai người vợ của anh không nói cho anh biết sao? Vậy Mai có biết chuyện anh với em trước kia không? Không. Mà anh yên tâm đi, chuyện đã qua lâu rồi. Tôi không có lý do gì để khơi lại làm ảnh hưởng đến vợ chồng anh. Em vẫn vậy, rất dễ đoán, rất dễ tự ái. Em nghĩ rằng là anh sợ vợ anh buồn sao? Ngoài em ra, anh chưa từng sợ một người đàn bà nào vì mình mà buồn, vì mình mà khổ đâu. Đủ rồi, tôi không cần nghe biết những điều đó. Mai có kể cho em nghe vì sao anh lại cưới cô ta không? Mai không kể gì cả. Và thật sự tôi cũng không quan tâm tới điều đó. Hóa ra anh vô phòng này để anh hỏi tôi những điều đó à? Hỏi xong chưa? Như vậy em cứ ở lại đây chơi như bình thường. Có những chuyện anh muốn em không nên biết. Biết nhiều em càng thêm thất vọng thôi. Hãy để lòng dạ của anh rảnh rang đi. Đừng cố ép nó bận lòng vì tôi làm gì. Thôi được rồi, em nên nghỉ ngơi đi. Chị Bảy ơi. Ủa, Mai đâu rồi chị? Mai vừa mới đi ra chợ mua thêm đồ nấu lẩu đó, để đãi em đó. Đâu cần phải bài vẽ như vậy chứ. Chị Bảy à, chị làm cái chua phải không? Ừ. Cái canh cải chua này nè, người ta thường nấu với thịt bò, nhưng mà Mai nó nói em á là thích ăn cải chua nấu với cá thác lát, cho nên kêu chị làm cải thêm đó. Chắc là cũng sắp về rồi. Cải chua á mà nấu với chả cá thác lát á ngon lắm. Chị Bảy nấu đi rồi ăn thử, ngon kỳ kỳ ngộ ngộ. Bữa nào ăn thử coi. Mai á lúc nào cũng quan tâm tới mọi người. Nhưng mà hôm nay em định đi công chuyện thăm mấy người bạn rồi. Ừ, không có được à nha. Có em tới chơi á, Mai nó vui dữ lắm. Hồi sáng còn ngồi viết cái danh sách các món ăn để nấu đãi em đó. Trời đất ơi, ăn cầu cả tháng cũng không xong nữa à. Chị Bảy nè, tôi thấy hình như là chị có vẻ thân với Mai giống như là chị em vậy ha. Không những thân mà còn thương nữa chứ. Số nó cũng khổ lắm. Mới được sung sướng mấy năm nay chứ mấy. Chắc là chị biết Mai lâu rồi hả? Phải. Lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi á. Lúc nó mới tới đây xin vô làm, tao nói nhìn hai mẹ con nó khổ ơi là khổ vậy. Nhưng mà con nhỏ chịu đựng giỏi nha. Chứ gặp người khác á là bỏ chạy 80 đời dương rồi. Sao lại bỏ chạy vậy? Chị kể em nghe với. Thì lúc đó bà chủ còn sống đó. Bà chủ tính tình khó chịu lắm. Mà không hiểu nổi nha.
Bà chủ bà làm như là có mối thù trăm căn cố đế gì với mẹ con Mai á, hành hạ mẹ con nó suốt vậy đó. Vậy mà con nhỏ cứ chịu đựng năm này qua năm khác. Rất tốt bụng nha, vẫn thương mấy đứa nhỏ, nhất là thằng Cương. Trời ơi, tao nói nó hỗn xược như vậy á, mà Mai nó vẫn lo từng tí một vậy đó. Hey, tao nói chứ, ở hiền gặp lành, chịu khó chịu cực, cho nên á, ông chủ ổng mới thương, ổng cưới đó. Mà được lắm nghe em, vẫn chị em, từ xưa tới giờ á, ổng có để chị Cương bằng cô chủ đâu. Để đâu dưới đường vậy? Có cơm chưa? Dạ dạ, để tôi dọn. Dạ. Con chào dì Tuyết. Con chào dì Tuyết. Ừ. Đi học về hả con? Dạ, hôm nay con thi học kỳ nè dì. Ừ, rồi à, con làm bài tốt không? Dạ, con dò với mấy bạn thấy đúng hết rồi. Ừ, vậy là tốt quá rồi. Phi, em coi vô nghỉ ngơi đi, lát trưa em còn đi thi nữa đó. Dạ, vậy con vô trong nhà trước nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn ngôi sao may mắn của anh nha. Chị Tuyết. Chị Tuyết. Tối hôm qua chị Tuyết ngủ có ngon không? Ngủ ngon. Chị Tuyết ngủ ngon lắm. Ngủ đến giờ mới dậy nè. Chắc là do múi giờ bị chênh lệch, cho nên là sinh hoạt sẽ bị xáo trộn một chút xíu. Chắc là như vậy. À đúng rồi, dì á, mà con muốn đi tham quan ở đâu á thì nói con sẽ chở dì đi. Dì đi xa Việt Nam lâu như vậy á, chắc là về Việt Nam thấy khác dữ lắm phải không dì? Ừ. Cái gì cũng đổi mới. Dạ. Lạ lắm hết á. Con à. Dạ. Con là tài xế trong nhà hả? Con chở mọi người đi công chuyện, rồi à, con chở em đi học nữa đúng không con? Dạ không có. Ở nhà có chú Phan làm tài xế rồi. Ừ. Nhưng mà tại vì con thích đi đây đi đó, cho nên với lại một phần hôm nay là em Vi đi thi nè. Con muốn đi là để có gì con dò kết quả giùm cho em Vi luôn. Ừ. Con ăn đi má. Ừ con. Cảm ơn anh nha. Ăn gì vô nha. Ê à. Em là vậy cũng biết ngại hả? Nè, cho anh nè. Bữa nay dì Bảy làm đồ ăn ngon quá ha. Ừ. Cá tươi ghê á. Dạ. Thời gian rảnh coi phim Việt nhiều hơn. Ừ.
Thì dì Tuyết con đi. Ừ con. Vi ơi, mình đi em. Nè anh. Nè, nhớ giữ chắc nha. Chưa ngủ hả? Ừ, chưa. Anh làm việc khuya nên phải có cà phê. Bộ bà khó ngủ hả? Bà Mai à, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Ừ, để tôi cất cái này đã. Ừ, vậy thì tôi chờ bà dưới sân nha. Ừ. Có chuyện gì vậy Tuyết? Không để sáng mai rồi nói. Sáng mai tôi phải đi rồi. Đi? Chứ không phải Tuyết nói là tháng sau mới đi à? Tôi ra khách sạn ở tạm. Sao vậy? Sao ông ở đây? Tôi muốn đi du lịch với mấy người bạn của tôi. Thì cũng phải, hổm rày thằng Tiến chở bà đi, chắc hết cái Sài Gòn này rồi. Bây giờ đi du lịch cũng tốt. Đó không phải là lý do chính yếu của tôi. Và lý do của tôi là không thể đứng nhìn, chịu đựng và chấp nhận được nữa. Chịu đựng? Chuyện gì? Bà Mai à, bà phải ngăn thằng Tiến với con Di lại ngay. Tụi nó làm sao? Tôi biết là bà không để ý. Nhưng mà tụi nó đang có tình cảm với nhau. Là tình cảm trai gái đó. Vậy hả? Mấy đứa này. Nhưng mà tụi nó chỉ mới bắt đầu thôi. Mấy đứa này thiệt tình. Nhưng chắc không có gì đâu. Tụi nó lớn lên cùng nhau nên thân thiết với nhau đó mà. Được rồi, để tôi nói với tụi nó lo học. Chuyện tình cảm để lớn một chút nữa rồi hẳn tính. Bà Mai à, tôi không nói đến chuyện tụi nó nhỏ hay là lớn. Bà nhất định không để cho tụi nó tiến thêm được nữa. Bà phải biết, tụi nó là anh em kia mà. Biết là tụi nó coi nhau như anh em, cho nên... Bà cố tình không hiểu phải không? Bà sẵn sàng để chuyện đó xảy ra sao? Bà đang nói gì vậy Tuyết? Tôi đang nói đến chuyện thằng Tiến và con Di là anh em ruột. Bà Mai à, tôi đã biết tất cả và tôi đã thấy tất cả. Việc xưa kia bà đổi hai đứa nhỏ ở bệnh viện. Bà biết hết. Tôi biết. Nếu tôi không biết, bà để chuyện nó xảy ra sao?
Bà bất chấp hết tất cả à? Không, chắc chắn là không đâu. Không bao giờ đâu Tuyết. Tôi thề với bà. Nếu tôi biết, có chết tôi cũng ngăn tụi nó lại. Vậy mà nói sự thật chứ? Không. Ý tôi là tôi sẽ ngăn chặn tụi nó. Tôi sẽ bắt thằng Tiến đi du học. Tôi sẽ tách tụi nó ra. Cũng không được. Tụi nó cũng sẽ tìm cách liên lạc với nhau. Cách duy nhất là bà phải nói ra sự thật thôi Mai à. Tôi hứa. Nhưng hãy cho tôi thêm thời gian được không? Làm ơn đừng nói với ai chuyện này. Tại sao vậy? Bà còn chần chừ gì nữa? Bà biết chuyện này không thể trì hoãn một chút nào nữa mà. Tôi biết, tôi hiểu. Tôi hứa với bà, tôi sẽ không để tụi nó đi với nhau hay ở một mình với nhau đâu. Nhưng làm ơn hãy cho tôi một tuần thôi Tuyết. Một tuần nữa thôi. Một tuần thôi Tuyết à. Tôi sẽ giải quyết hết mọi thứ. Tôi xin bà, nếu để lộ chuyện này ra, tôi chết mất. Bà vì cái gì vậy? Bà vì cuộc sống giàu sang này sao? Không lẽ bà không có chút kinh sợ nào sao? Tôi không ngờ, tôi không ngờ sự việc nó lại đến mức này. Tôi thật sự, tôi hứa với bà, tôi không để chuyện gì xảy ra đâu. Tôi chỉ xin cho tôi một tuần để thu xếp thôi, được không? Làm ơn đi mà Tuyết. Bà đừng có nói là làm ơn hay là xin tôi. Tôi đâu có quyền đó bà. Tôi cũng là một kẻ có tội. Chính tôi đã để sự việc này xảy ra. Tại sao lúc đó bà không dẹp mặt tôi, lại để cho tôi làm vậy? Vì tôi cũng phải bảo vệ cái mặt nạ tốt đẹp của mình mà. Vì lúc đó tôi cũng biết bà Vân. Tôi hy vọng bà ngăn chặn lại, không để sự việc này tiến xa hơn nữa. Tội lỗi này không cách nào chuộc lại đâu Mai à. Tôi biết, tôi cũng là con người mà. Tôi hứa với bà, chỉ cần một tuần thôi. Sáng hôm sau, tôi đi tới khách sạn sớm. Tôi có gọi cho một người bạn. Giờ lại ngày đi Phan Thiết. Lúc đó, tôi coi như mất hết sức lực. Tôi nói là tôi sẽ ngủ, nhưng mà giấc ngủ của tôi nó vẫn cứ chập chờn. Về chuyện này, tôi sẽ xác minh với nhân viên khách sạn. Ông có thể hỏi chị Năm dọn phòng. Vì lúc đó tôi có nhờ chị Năm mua thuốc nhức đầu với lại đồ ăn. Lúc đó tôi gần như kiệt sức. Mọi việc tôi phải nhờ chị Năm. Cho đến chiều thì tôi nhận được điện thoại của thằng Tiến gọi báo tin. Tuyết, bà nghĩ sao về những điều ông Cương nói với bà? Tôi cảm giác như là ổng không muốn tôi biết.
chuyện của ổng và Mai. Vậy lại lúc đó tôi cũng không muốn biết gì, tôi cũng không để tâm đến chuyện gì. Tôi chỉ ước gì giữa tôi và ông ấy chưa từng có một mối quan hệ nào, chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau. Tôi rất hối hận, tôi rất hối hận khi tôi bước chân vào trong căn nhà đó. Nếu như không nghi ngờ chuyện của thằng Tiến thì ngày hôm sau tôi đã đi liền rồi. Tôi không muốn ở trong đó một phút một giây nào nữa hết á. Tuyết à, bà còn biết thêm chuyện gì nữa không? Tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết. Tôi đã nói hết rồi. Bây giờ cái điều quan trọng nhất hai người cần làm, không thể để sai lầm tiếp diễn nữa. Tụi nhỏ bây giờ mọi thứ nó tiến triển rất nhanh, chúng ta không kiểm soát chúng nó được đâu. Ông Kiệt à, ông nói cho tôi biết một chút thôi được không ông? Tôi không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy. Ngay cái đêm đó tôi nói chuyện với Mai thì ngày hôm sau đã, rồi còn bản di chúc nữa. Mọi việc tôi... Tuyết à, hiện tại thì tôi chưa thể nói gì được, nhưng mà cái cuộc nói chuyện giữa chúng ta hôm nay bà phải giữ kín, nhất là với Ngọc Mai, để không ảnh hưởng cuộc điều tra, tránh bứt dây động rừng. Ngọc Mai, ông nghi ngờ cả bà Mai luôn hay sao? Ra phòng hỏi cung. Kuro, Gia Diệu đều đã khai hết, và bây giờ tới lượt anh đó. Tôi sẽ khai sự thật, nhưng mà mấy anh phải tin tôi. Tôi mới giết người, tôi mới giết ba tôi. Tôi thiếu nợ tụi giang hồ, tụi nó hăm dọa nếu không trả sẽ chặt tay tôi, nên tôi đã nghĩ cách trộm tiền trong két sắt. Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 10 giờ là an toàn nhất, vì không ai đi lại ở lầu 1. Giờ đó ông Bảy phải đi chăm sóc cây ngoài vườn, bà Bảy và bà Mai thì làm bếp. Bà tôi tới công ty, mấy đứa em đi học. Tôi đã giấu máy quay sẵn từ hôm trước để ghi lại mật mã khi ba tôi mở két.
Còn chìa khóa, tôi đã có được chìa khóa giả từ trước. Tôi không để tiền trong két sắt, chỉ có mớ giấy tờ. Lúc đó tôi thấy bản di chúc, nhìn thấy tên mình trong bản di chúc được hưởng 30% tài sản, tôi đã được an ủi phần nào, nên đã cất tất cả trở lại. Mày là của tao. Chính vì vậy, lúc nghe luật sư đọc khác đi, tôi đã rất sốc. Từ lúc về phòng, tôi chỉ ngồi chơi đánh bài trên máy, nhưng càng đánh càng thua. Cường ơi, Cường ơi, Cường.
con cung đi, em con cung về đi. Ôi, ông chủ chết rồi, đừng chụp chiếu nữa. Đứng lên, ông chủ chết rồi mà, đứng lên đi. Đi, ông chủ chết rồi, đừng chụp chiếu. Đi ra ngoài đây đi. Đi đi mà. Anh đây. Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy. Tôi thề, tôi đã khai hết mọi thứ rồi đó. Vậy tại sao khi nghe trong nhà có chuyện, anh lại không ở cùng mọi người, mà ngay lập tức lại gọi người làm bằng chứng giả cho anh? Vì nếu công an tới, thế nào cũng rà soát hiện trường, sẽ liên quan tới cái việc mà tôi ăn trộm két sắt. Cho nên... Nhưng mà nếu vậy cũng đâu tới mức mà anh phải ngụy tạo nhân chứng. Vì trước đây tôi đã làm chuyện đó một lần, cả nhà ai cũng biết. Nếu lần này lại xảy ra chuyện thì... Vậy xảy ra chuyện gì? Anh nên nhớ, mọi lời khai chi tiết ngay thời điểm này nó sẽ tốt cho anh. Cách đây 5 tuần, tôi bắt tay với thằng Cường Euro để dàn dựng vụ trộm trong nhà. Nó nói nó có cái dụng cụ mở két sắt, nó là tay chuyên nghiệp. Tôi đã chỉ đường cho nó để dễ dàng vào trộm. Cả hai sẽ chia tiền với nhau. Nhưng mà khi nó lên cơn nghiện, bị người nhà tôi phát hiện được, định giao cho công an. Nó khai ra tôi, ba tôi sợ mất mặt cho nên thả nó về. Nhưng mà người nhà ai cũng biết chuyện đó hết, nên lần này nếu như mà tôi không có chứng cứ ngoại phạm á, thế nào những người đó, nhất là má con của thằng Tiến đó, cũng lợi dụng khai chuyện đó ra với công an, sẽ đặt nghi vấn cho tôi. Rồi chuyện tôi mở két sắt sẽ bị lộ. Rồi trong mắt của anh á, mọi người ai cũng xấu xa như vậy sao? Nhưng nếu anh ở trong phòng đánh bạc online, anh vẫn có thể khai thật mà. Chúng tôi vẫn có thể kiểm tra và chứng minh ngoại phạm cho anh. Anh đâu có cần phải bày ra nhiều thứ như vậy. Lúc đánh online, tôi thường hay chat với tụi đám thằng Sáng để mượn tiền nạp thêm vào tài khoản.
Nếu công an xác minh sẽ lôi tụi nó dính vô. Tụi nó đâu có để tôi yên nếu như tụi nó biết. Đây, anh hãy đọc và ký vào đây. Nhưng mà tôi không có giết người. Các anh làm chứng cho tôi không có giết người. Anh đọc lại đi và ký vô. Thưa chú, lời khai của Thanh Cường là vậy. Và lần này con tin cậu ta đã khai đúng sự thật rồi đó. Vậy con lo thủ tục thả cậu ta đi. Dạ. Thì ra chú đoán là có một cách lý giải khác về dấu vân tay của tên Cường ở hiện trường là chuyện này. Chú đoán được hả chú? Chú thiệt là siêu. Làm gì mà có thể đoán được từng đó chuyện con. Chú chỉ nghi ngờ cái việc cậu ta lẻn vào lấy trộm tiền trong két sắt thôi. Vì trước đó Toàn đã báo cáo với chú, cậu ta đang thiếu nợ đám xã hội đen cho vay nặng lãi. Tâm lý của cái đám thanh niên hư hỏng thì phải là ăn trộm tiền nhà mình trước. Bên kỹ thuật có gì mới không? Về danh sách các cuộc gọi của ông Cương, con đã xác minh đều là gọi đi cho khách hàng, không có gì đáng nghi ngờ hết. Tuy nhiên trước ngày xảy ra án mạng, ông Cương có gọi cho luật sư Hải lúc 12 giờ đêm. 12 giờ đêm chắc hẳn phải có chuyện gì gấp lắm. Con đã liên lạc với bên ông Hải và được biết trước đó ông Hải có thông báo với ông Cương là sẽ đi công tác vài ngày. Đêm đó ông Cương gọi nài nỉ ông Hải, nói là sáng sớm sẽ ghé gặp ông Hải, có chuyện quan trọng. Có lẽ hôm trước ông luật sư Hải quên thông tin này rồi. Điều đó giải thích cái bản di chúc Thanh Cường lấy trong két sắt và cái bản di chúc ở chỗ ông Hải là khác nhau. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà ông Cương lại đổi ý, lại gấp gáp như vậy? Lại trùng hợp với cái chuyện tráo con trước đây, nên là ông Cương để lại tài sản cho Mạnh Tiến. Nếu vậy nghĩa là trong đêm, bằng cách nào đó ông Cương đã biết được sự thật, Tiến mới chính là con ruột của mình. Nhưng mà ai đã là người nói cho ông ta biết? Chắc chắn không phải là bà Mai rồi. Thưa chú, còn bà Tuyết? Chú cho rằng bà Tuyết đã kể hết sự thật rồi. Và bà ấy cũng không phải là người kể với ông Cương. Ủa, nói vậy không lẽ có người thứ ba biết chuyện này? Không lẽ ông bà Bảy hay ai khác nữa lại xuất hiện thêm nghi phạm nào đó mà mình không biết sao? Chúng ta chỉ tập trung nghi phạm Phan thôi, truy lùng tin tức của hắn và cử người theo dõi. Kẻ có động cơ nhất là bà Mai. Tôi đã hứa với bà là tôi sẽ làm mà. Lúc nào tôi cũng để ý tụi nó hết trơn á. Bà yên tâm nghen. Ừ.
Cường. Con, con ơi, người ta thả con về rồi hả? Con có bị làm sao không? Người ta có đánh đập tra hỏi con không vậy? Cường. Tôi hỏi bà có bị cái gì không mới đúng á. Hạ màn rồi. Thằng con bà có của rồi đó. Khỏi cần định bợ. Chuyện gì vậy hả? Thằng Cường. Thôi. Cái thằng đó ơi, cái tính tình nó đã như vậy rồi mà. Dạ, tại mọi chuyện cứ dồn dập nên em thấy mệt mỏi thôi. Em lo làm gì không biết. Ngủ một giấc cho nó khỏe đi. Hay thôi, chị múc cho em chén cháo nóng em ăn nha. Con Vi nó cũng ăn ít lắm. Em không ăn đâu. Mà con Vi nó khỏe chưa chị? Ừ thì cũng khỏe rồi. Khỏe cho nên nó mới hôn nhau. Hả? Chị nói cái gì? Ờ thì tôi thấy hai đứa nó hôn nhau. Ai? Ờ thì cô Vi với cậu Tiến á, hôn nhau. Ờ không đâu. Ê cha mẹ không, mẹ mẹ không. Ờ được. Chị Bảy à, chị à, em nhờ chị chuyện này. Cái gì? Chị hứa với em nha, từ bây giờ chị phải nhớ túc trực bên con Di với thằng Tiến, không bao giờ để cho hai đứa tụi nó một mình với nhau nghe chị. Chị hứa với em đi, nhất định là không nghe chị. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. À chị, gì ba nó mới vừa xảy ra chuyện, nhà cửa đang xáo trộn như vậy, em sợ tụi nó làm vậy sẽ bị mang tiếng. Tôi biết mà. Chị phải hứa với em, nhất định không để cho tụi nó ở một mình. Chị hứa nha. Chị. Hứa. Em đi ra ngoài một chút. Nhớ lời của em dặn đó. Không để tụi nó gần với nhau. Không để tụi nó ở gần nhau. Thank you.
Bác Tài, rẽ qua hướng tòa nhà kia giùm tôi. Ngược đường mà, hồi nãy chị nói đi đường khác. Tôi biết, nhưng mà cậu cứ đi đường vòng đi, đừng quay đầu xe lại. Dạ. Tôi chưa đọc là đưa em tới đây vậy. Nếu em biết anh hí ha hí hửng đón gió đọc như thế này á, em sẽ quá tâm thành bảo đọc để đến thăm anh. Cái miệng của em á, hèn chi mấy anh cá cổng cho em vô á. Anh á mới đi tỉnh về, em mà tới sớm một chút á là không gặp được đó. Cũng đâu có sao, nếu không có anh á thì anh Toàn cũng sẽ cung cấp thông tin cho em thôi. Cung cấp thông tin? Ủa mà thông tin gì? Vụ án ở biệt thự Thanh Dân mới đây nè. Nè. Ủa ủa, em bên Văn Hóa chứ đâu phải bên mảng này. À, tại em lỡ hứa với chị Trúc là có bạn thân trực tiếp điều tra vụ này, cho nên là chỉ nhờ. Biết ngay là em mà. Nhiều chuyện quá. Không được đâu, không được. Ừ. Làm ơn đi, em xin anh, em xin anh đó. Thôi thôi thôi, đừng có giỡn chiêu trò ra với anh, không có được đâu. Thôi, vụ án này còn đang điều tra mà. Em xin anh đó, em lỡ hào phóng đốt tới mấy kho đạn về người bạn thân thiết, đẹp trai nè, hùng dũng nè, hiên ngang, phá án như thần rồi. Giờ anh bắt em phải làm sao đây? Đi photo ra rồi đem cho chị. Ờ, em trai. Dạ. Bán cho anh tô phở. Dạ rồi. Bỏ nước với phở chung luôn nha. Dạ, có liền. Nếu đã là quy luật thì bất kể việc gì cũng có kết thúc thôi. Anh cứ tự hỏi mình, không hiểu tại sao Mai và Tiết lại có thể làm những chuyện như vậy. Chú, tụi con đã có manh mối tình hoàng nhà của ông này á. Dạ, ở bên kia. Ở bên kia. Chiều nay trời sáng bóng vậy, hôm nay cũng được gặp về không? Có vẻ là đã nghi ngờ của người theo dõi. Đang ngồi tù chết cùng quả ông trời khóa là việc làm đúng đắn. Tôi còn bất giúp bà Mai không bỏ ngay cho cách nhân lại số máy bà Mai. Dạ đúng. Tất cả tôi đi tất cả tiếng đồng. Dạ, sẽ đang chạy ra ngoài thành cử một nhóm người đứng ngay ngã tư sắp tới theo dõi qua cầu thị cát. Nhóm khác tiếp tục đối tượng đang rất đầy phòng thể thật. Làm gì giờ này mới tới? Ông thấy nó dễ lắm sao? Cái bài đúng trò ra để giữ an toàn. Đó chỉ là tên giả thôi. Hồ sơ của hắn đó, chúng tôi đi. Lê Văn Quốc.